Hoàng Anh Gia Lai chỉ thắng 1 trong 13 trận giai đoạn Y, rơi xuống thứ 10, nên không được vào nhóm đua vô địch. Nhưng sang giai đoạn 2 ở nhóm 6 đội đua trụ hạng, đội bóng Phố Núi lại thể hiện phong độ ấn tượng. Sau khi đánh bại Khánh Hòa rồi Bình Dương để chắc suất trụ hạng, đội bóng của huấn luyện viên Kiatisak tiếp tục vượt qua Đà Nẵng, giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm với 23 điểm qua 16 trận. Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ăn mừng chiến thắng 1-0 khi tiếp Đà Nẵng trên sân Pleiku tại vòng 3 giai đoạn 2 nhóm đua trụ hạng ngày 29 tháng 7. Ảnh Hồng Trần, Đinh Thanh Bình là tác giả bàn duy nhất giúp Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Đà Nẵng trên sân Pleiku hôm nay. Anh di chuyển thông minh xuyên qua khoảng trống giữa ba cầu thủ áo cam, đón quả truyền của Minh Vương, dứt điểm chéo góc hạ thủ Thành Văn Miểu. Bàn thắng đến từ tình huống dứt điểm đúng hướng đầu tiên mà Hoàng Anh Gia Lai có được trên sân nhà. Trước đó, trong hiệp 1 Hoàng Anh Gia Lai thi đấu mờ nhạt, họ chỉ cầm bóng 35% và không lần nào dứt điểm trúng hướng khung thành đối thủ. Cơ hội duy nhất của đội bóng Phố Núi là pha thoát xuống và trả ngược bóng ra của Brandao ở phút 21. Minh Vương đón hụt bóng và Bảo Toàn có cơ hội nhưng lại sút xa đưa bóng đi quá cao so với khung thành. Diễn biến chính trận Hoàng Anh Gia Lai 1-0 Đà Nẵng. Đà Nẵng cần thắng để trụ hạng. Họ kiểm soát bóng tốt, dồn ép đối thủ nhưng thiếu chuẩn xác ở những pha bóng cuối cùng. Các cầu thủ chạy cánh của đội khách thường xuyên tạt quá tầm của Lucao và Wilson. Cơ hội ngon ăn nhất của Đà Nẵng đến ở phút 35 khi Công Nhật vượt qua Văn Sơn ở sát đường biên ngang bên cánh trái. Văn Long và Lucao đã đứng chờ đường truyền ngược lên để dứt điểm nhưng số 22 lại chọn cách sút ở góc hẹp, đưa bóng đi vọt xà ngang.